Nếu quý anh chị có tầm tài chính hơn 1 tỷ mà muốn sở hữu một căn nhà ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để an cư lạc nghiệp thì video ngày hôm nay sẽ dành cho quý anh chị. Căn nhà của chúng ta có thiết kế một trệt, một lửng, một lầu. Có chiều ngang là 5m và chiều sâu là 6,5m. Đường trước nhà có chiều ngang là 4m. Căn nhà chúng ta nằm ở góc hai mặt tiền hẻm. Căn nhà của chúng ta thì được xây dựng 100% trên đất thổ cư và có giấy phép xây dựng. Hình thức mua bán là công chứng vi bằng và được chủ gửi bán với giá là 1 tỷ 290 triệu. Giá này chủ chỉ bớt lọc cho quý anh chị thiện chí. Vị trí căn nhà là nằm cách trường cao đẳng điện lực khoảng 400m. Trong bán kính khoảng 500m chúng ta có chợ, trường học, ngân hàng, siêu thị, Bách Hóa Xanh. Và từ vị trí căn nhà chúng ta về tới sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 20 phút đi xe máy. Căn nhà được thiết kế một trệt, một lửng và một lầu. Xung quanh tầng trệt thì cũng được chủ dán gạch xung quanh hết căn nhà. Xin nhắc lại, căn nhà của chúng ta là một trệt, một lửng và một lầu. Có chiều ngang là 5m và chiều sâu là 6,5m. Hình thức mua bán là công chứng vi bằng. Giá bán của căn nhà là 1 tỷ 290 triệu. Và bây giờ chúng ta sẽ lên tầng lửng và sau đó lên lầu 1. Cầu thang thì cũng được làm bằng gỗ tự nhiên và ốp đá hoa cương. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì có thể điện thoại cho Phúc theo số điện thoại ở góc màn hình để chúng ta tới xem trực tiếp căn nhà và sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để làm việc về giá. Nhà của chúng ta thiết kế một lửng nên tạo một không gian rất là thoáng và mát ở tầng trệt. Và bây giờ chúng ta sẽ lên lầu 1. Đây là không gian phòng 1 khá là rộng nha quý anh chị. Căn nhà của chúng ta có chiều ngang 5 và chiều sâu vô là 6 mét rưỡi nên toàn bộ ở trên đây là phòng ngủ rất là rộng. Gia chủ cũng chừa chúng ta một cái khoảng không để chúng ta để một cái tủ đồ và cũng có một cái nhà vệ sinh ở tầng 1. Phía trước thì chúng ta có một cái ban công đưa ra khoảng nửa mét và chiều ngang là 5 mét, thuận tiện cho quý anh chị phơi đồ và trồng một ít cây xanh để lấy mát. Video review căn nhà 1 tỷ 290 triệu của em đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại với anh chị ở những video sau.